đi theo sư Minh Tuệ đó là học cái bước chân của mình đi trên đường trời nắng như vậy mình có đi nổi hàng ngày hay không. Rồi mình học hơi cái đầu ở ngoài nắng mình có chịu nổi hay không. Rồi mình học đó là ăn cơm một ngày một bữa có biết đói hay không. Rồi mình học đó là ngủ bờ, ngủ bụi, gốc cây, bụi cây, gò mã. Rồi mình có ngủ được hay không. Đó là học, là học mấy cái đó thôi chứ ngoài ra không có học cái gì hết. Còn còn cái đường lối để tu mà buông bỏ, tu để xả bỏ thì đệ đã tham khảo nhiều năm rồi. Sư phụ nhường bước cho mình đi theo á, là ổng đi chậm là để cho mình đi là một ngày từ 27 cây tới 30 cây. Còn mà nếu mà không có mình là một mình sư phụ đi là ngày cỡ 50 trên 50 á. Có đệ tử đi đông quá rồi ổng sợ đi theo không nổi, ổng mới đi chậm lại cho mình đi theo. Rồi đệ đi chung vô đi chung nhóm với sư phụ là từ ngay huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bắt đầu xuất phát đi từ đó qua tới tỉnh Quảng Trị là 6 ngày. Rồi 6 ngày đệ chia tay, đệ về. Cảm nghĩ thì trước khi chưa đi với sư Minh Tuệ và đến khi mà được đi với sư Minh Tuệ thì cái cảm nghĩ là cái ông sư này là đáng phải tôn trọng, đáng phải trân quý ổng và đáng phải thương, phải kính nể ổng chứ không dám là khi dễ ổng. Tại vì ổng là chất phác, thật thà, khiêm tốn. Ổng đi đâu ổng đâu dám xưng là thầy là sư gì với ai đâu, thường ở chỗ ổng xưng con. Cái người con nít nhỏ hơn ổng, ổng cũng xưng bằng con luôn. Thường cái câu nói mà xưng con, ông khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm nhường. Khiêm tốn, khiêm nhường là cái đạo đức của Phật dạy. Ông lấy cái đạo đức của Phật dạy mà ông khiêm tốn với khiêm nhường. Thường ông cái xưng hô, ông nói chuyện với ai cũng xưng con không. Rồi cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, ông tu khổ hạnh. Thường cái ông tu khổ hạnh, ngủ bờ, ngủ bụi, thấy thương lắm. Rồi ai cho tiền cũng có lấy, không có dùng tiền. Dứt khoát nha, tuyệt đối không bao giờ dùng tiền. Ăn thì ăn một ngày chỉ có một bữa thôi, mà không được ăn quá no. Ông giữ cái thân xác ông tới cỡ đó không được ăn quá no. Ông giữ cái thân xác ông tới cỡ đó không được ăn quá no. Ông từ chỗ ông không lấy đó, bắt đầu cái người này mới nói chuyện với người khác là ông không có nhận. Thì lúc đó là ai cũng không cho hết. Thì ta chỉ cho thức ăn thôi, cho đồ ăn với nước uống vậy thôi, bánh trái cây vậy đó. Mà bánh mà có trứng ông cũng không ăn nha. Như sữa ông cũng không uống luôn á.